Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chót ngày hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2024, cùng kênh Mê Bóng Đá. Martial không còn hy vọng ở MU. Mbappe tiến rất gần Real. Chelsea đã có vị thuyền trưởng mới. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chót ngày hôm nay cùng kênh Mê Bóng Đá thưa quý vị. Jayden Suzuki đã đúng khi từ chối MU. Mùa hè năm ngoái MU săn lùng một thủ môn và giờ đây, người đó đã trở nên thủ thành xuất sắc nhất giải đấu của mình. Vào mùa hè năm 2023, Man United đã nhắm đến một thủ môn tài năng nhưng bị từ chối vì anh muốn đảm bảo về thời gian thi đấu và giờ đây cầu thủ đó đã có một mùa giải bùng nổ, chơi tốt hơn bất kỳ thủ môn nào trong giải đấu của anh. Đã có một lời đề nghị trị giá 5 triệu bảng được đưa ra cho thủ môn 21 tuổi, người Nhật Bản Jayden Suzuki, nhưng cầu thủ này cho rằng đó là một bước nhảy vọt quá lớn và sau đó anh đã chuyển đến xin chui đền ở Bỉ. Ở đây, có thể nói rằng anh đã thành công khi được vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất giải với điểm chỉ số hiệu suất là 94, nhiều hơn vị trí thứ 2 8 điểm. Mùa hè này có thể chứng kiến Altay Bayindi rời câu lạc bộ. Điều này sẽ khiến Man United phải tìm kiếm thủ môn số 2 một lần nữa và Suzuki có thể là người đó, nhưng đòi hỏi Ten Hag phải cho anh thời gian thi đấu. Suzuki vẫn có thể sẽ có giá tương đối không quá đắt, dù tất nhiên sẽ đắt hơn mức 5 triệu bảng được đưa ra ở mùa giải trước. Martial chia tay MU. Mới đây, tiền đạo Anthony Martial của Man U đã chính thức nói lời chia tay đội bóng với bài đăng rất dài trên Instagram cá nhân khép lại 9 năm cùng trải qua biết bao thăng trầm với Quỷ Đỏ. Sau khi rời Old Trafford, chân sút người Pháp được cho là muốn tiếp tục chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu. Tuy nhiên anh sẽ đến giải đấu ít cạnh tranh hơn, theo báo cáo tại Anh là giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ trước khi treo giải và kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình. Chelsea có huấn luyện viên mới. Daily Mail xác nhận Chelsea sẽ cần thêm 3 ngày nữa để bổ nhiệm huấn luyện viên mới thay thế Mauricio Pochettino. Chelsea đang tiến tới việc bổ nhiệm Leighton Joe Mareca làm người kế nhiệm Mauricio Pochettino với hy vọng một thỏa thuận có thể được ký kết trong 72 giờ tới. Các cuộc đàm phán sơ bộ về việc bổ nhiệm nhà cầm quân Italia đã được đẩy nhanh vào cuối tuần qua. Thêm Luz đã xin phép Leicester để tổ chức các cuộc thảo luận chính thức với Mareca. Leicester sẽ nhận được khoản bồi thường 10 triệu bảng nếu Mareca gia nhập Chelsea. Sau khi các thủ tục đó hoàn tất, câu lạc bộ London đặt mục tiêu hoàn tất quá trình thương thảo vào giữa tuần. Mail Sport hiểu rằng Mareca muốn mang theo tối đa 5 nhân viên đi cùng. Willy Caballero, cựu thủ môn Chelsea, dự kiến sẽ nằm trong số những huấn luyện viên nối gót Mareca chuyển đến Stamford Bridge. Chiến lược gia 44 tuổi có khả năng được tăng lương đáng kể, nhưng mức lương ở Chelsea vẫn sẽ thấp hơn mức lương 10,4 triệu bảng mà Pochettino từng nhận ngày trước. Một khi tất cả các khoản tiền lương được thống nhất, việc bổ nhiệm Mareca dự kiến sẽ diễn ra suôn sẻ. Sẽ Arsenal muốn not afford. Theo báo cáo từ Football London, huấn luyện viên Mikel Arteta của pháo thủ đã có những buổi trò chuyện bí mật với Watford, đó là nơi mà các bên bàn về thương vụ chuyển nhượng đầy tiềm năng mà đội chủ sân Emirates theo đuổi. Được biết, Arteta muốn hoàn thiện bộ ba nguyên tử mới tại Arsenal, nơi sẽ có sự góp mặt của Declan Rice, Bukayo Saka và mảnh ghép cuối cùng mang tên Watford. Vâng, và trước khi tiếp tục video, thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Mbappe sớm đến Real. Trong bài phỏng vấn mới nhất, Kylian Mbappe úp mở về khả năng sớm công khai bến đỗ mới trước thềm Euro 2024 khi được các phóng viên hỏi. Tương lai của tiền đạo 25 tuổi được dự đoán sẽ là Real Madrid, câu lạc bộ luôn đặt Mbappe ở vị trí ưu tiên số 1 trong các kỳ chuyển nhượng nhiều năm qua. Trong 42 triệu bảng Man U sẽ có hiện tượng của Atalanta. Tim Top cho biết Man U đang quan tâm đến tiền vệ Ederson của Atalanta, người có giá không hề đắt trong mùa hè này. Bất chấp việc vừa đánh bại Man City để đăng quang ở FA Cup, ban lãnh đạo Man U hiểu rõ đội bóng này cần phải đầu tư mạnh hơn trong mùa giải tới. Trong bối cảnh Amrabat sẽ hết hạn hợp đồng cho mượn còn Casemiro đang sa sút phong độ, Quỷ Đỏ đang nhắm tới việc gia cố khu vực giữa sân. Theo tin tốt, mục tiêu ở hàng tiền vệ của Man U, Ederson của Atalanta có giá chỉ từ 38 đến 42 triệu bảng vào mùa hè này. Ederson vừa có một mùa giải tuyệt vời cùng Atalanta sau khi đánh bại Bayer Leverkusen đang giữ chuỗi bất bại trong trận chung kết Europa League. Ở tuổi 24, anh sẽ phù hợp với tầm nhìn của tỷ phú về việc tạo ra một trụ cột mới cho đội bên cạnh những cái tên được hoạch định từ trước như Ramos, Højlund, Maino và Garnacho. Liverpool và Chelsea là những đội bóng khác có thể nhảy vào thương vụ này. Thế nên, ngay từ lúc này, Man U cần có một chiến lược tuyển mùa hợp lý để tránh cảnh đêm dài lắm mộng. Sau Maino, Ten Hag chuẩn bị trình làng ngọc quý khác. Sau chiến thắng tại chung kết FA Cup, ống kính máy quay phát hiện huấn luyện viên Erik Ten Hag đã trao đổi thân mật với một cầu thủ đang thuộc biên chế học viện MU. Maino bắt đầu được Ten Hag trao cơ hội thể hiện trên đội 1 Man U kể từ giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải 2024. Dù dính chấn thương nặng, phải rời xa sân cỏ gần nửa năm nhưng sau khi trở lại, tiền vệ 19 tuổi lập tức thể hiện phong độ chói sáng với 4 bàn thắng sau 27 trận ra sân trên mọi đấu trường, trong đó có bàn thắng ghi được vào lưới Manchester City cuối tuần qua để góp công lớn giúp Quỷ Đỏ vô địch FA Cup lần thứ 13 trong lịch sử.
sau thành công vang dội của Mino, nhiều khả năng thời gian tới, nếu còn tiếp tục tại vị, huấn luyện viên Ten Hag sẽ trao cơ hội bước ra ánh sáng cho một tài năng trẻ khác, từ lọ Karim tưởng là tiền vệ Toby Collier. Ngôi sao 20 tuổi này cũng có mặt tại sân Wembley khi MU vô địch FA Cup. Ngay sau trận đấu, cầu thủ sinh năm 2004 đã có khoảng thời gian trao đổi với huấn luyện viên Ten Hag, hình ảnh giống với những gì nhà cầm quân người Hà Lan từng làm cùng Mino sau khi Quỷ Đỏ đánh bại Newcastle ở chung kết Carabao Cup một trước. Thời gian qua, Collier cũng thường xuyên được Ten Hag gọi lên tập luyện cùng đội 1. Trước khi chuyển sang Carrington, tiền vệ người Anh từng có thời gian ăn tập tại Học viện Brighton và Hove Albion và nhận về nhiều lời khen từ một số huấn luyện viên. Dù Collier mới 15 tuổi, nhưng cậu ấy đã được tập với đội U18. Cậu ấy sở hữu những tố chất để trở thành một cầu thủ hàng đầu thế giới, đào tạo cậu ấy là vinh dự với các huấn luyện viên. Cậu ấy luôn ra sân và để lại màn trình diễn xuất sắc. Bạn luôn muốn sở hữu 11 cầu thủ như vậy trong đội hình, mặc biệt, huấn luyện viên đội trẻ Brighton từng nói trên Sussex Live. Aston Villa chói chân thành công Emery. Unai Emery đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi trở lại ngoại hạng Anh dẫn dắt Aston Villa. Chỉ sau 1,5 mùa giải, ông đã giúp đội chủ sân Villa Park từ cuộc đua trụ hạng vươn lên giành vé đến Champions League. Thành tích vượt kỳ vọng giúp ban lãnh đạo Aston Villa rất yêu quý Emery. Mới nhất, The Villan thông báo đã gia hạn thành công đến năm 2029, đồng thời tăng lương cho chiến lược gia người Tây Ban Nha. Với quyết định này, có thể thấy ban lãnh đạo Villa muốn hậu thuẫn Emery tạo nên thế lực mới của xứ sương mù. McKenna ở lại Ipswich. Kieran McKenna đã xuất sắc giúp Ipswich Town 2 năm thăng hai hạng liên tiếp. Chiến công đó giúp cựu trợ lý huấn luyện viên Man United được săn đón ở hè này. Thậm chí, Man United còn được đồn đoán là sẽ sa thải Erik ten Hag để dọn chỗ cho McKenna. Tuy nhiên, theo nhà báo Romano, McKenna mới nhất đã từ chối lời đề nghị của Brighton. Theo nguồn tin Tonstyle của The Athletic, McKenna đã quyết định gia hạn hợp đồng dài hạn với Ipswich Town, xa vì đàm phán Chelsea. Theo Football Transfer, ngay sau khi bị Barca sa thải, Xavi Hernandez đã được ban lãnh đạo Chelsea quan tâm và tiếp cận chiêu mộ ông. Hiện tại chưa có những dấu hiệu tích cực từ đôi bên cho một thỏa thuận. Tuy nhiên, theo đánh giá, nếu như Xavi tới Anh làm việc, đó sẽ là một thử thách vô cùng thú vị cho bản thân chiến lược gia trẻ tuổi người Tây Ban Nha. Sau Dortmund chuyển tới Premier League. Theo thông tin từ Sky Đức, Borussia Dortmund sẵn sàng bán tiền đạo Karim Adeyemi ngay kỳ chuyển nhượng hè tới nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Được đánh giá như một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất nước Đức thời điểm mới gia nhập Dortmund từ Red Bull Salzburg. Hè năm 2022, Adeyemi có một giải đầu tiên vô cùng thành công tại Signal Iduna Park khi ghi được 9 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo sau 32 lần ra sân trên mọi đấu trường. Nhưng bước sang mùa bóng thứ hai, cầu thủ 22 tuổi xuống phong độ không phanh khi chỉ có vỏn vẹn 5 pha lập công sau 33 lần ra sân, từ đó đánh mất suất đá chính trong đội hình huấn luyện viên Edin Terzic. Thất vọng với màn trình diễn nhỏ nàn, nơi chân sút sinh năm 2002 thời gian qua, bà lãnh đạo vàng đen đang lên kế hoạch tống khứ Adeyemi ngay phiên chợ hè tới nhằm tăng ngân quỹ chiêu mộ Sancho từ MU. Ngay lập tức, nguồn tin mới đây từ Sky Đức xác nhận một vài đội bóng lớn tại Premier League đã chủ động liên hệ với Dortmund để bàn về trường hợp Adeyemi. Hè 2022, ngôi sao người Đức đầu quân cho đội bóng vùng Ru với mức phí 30 triệu bảng, do đó đây là con số tối thiểu mà đội chủ sân Signal Iduna Park đặt ra cho các đối tác. Về phần Adeyemi, nhiều khả năng chân chạy cánh 22 tuổi sẽ đưa ra quyết định tương lai ngay sau trận chung kết Champions League với Real Madrid diễn ra cuối tuần này. Chúng tôi chuyên tài khoản Adesen, chuyên chạy sắp, chạy giờ, cung cấp kênh bậc kiếm tiền YouTube tự nhiên, kháng các thể loại kênh. Gà sạch giá chỉ 500k một tài khoản. 1.000 sắp thường giá chỉ còn 200k. 1.000 sắp thật giá chỉ còn 400k. 4.000 giờ thường giá chỉ còn 2.200k bảo hành 7 ngày. 4.000 giờ thật giá chỉ còn 3.500k bảo hành vĩnh viễn. Kênh bậc kiếm tiền view sức tự nhiên giá chỉ còn 5.500.000. Kênh đủ giờ và sức giá chỉ còn 3.500.000. Kháng kênh sử dụng nội dung và các thể loại giá chỉ còn 800k. Tư vấn đi đúng đường nhanh chóng bậc kiếm tiền, các vấn đề YouTube 500k cho một cuộc gọi. Liên hệ ngay 0352 267 668 để hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và tận tình. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.